Chào các bạn, hôm nay mình xin nói về thế lưỡng nan của các nhà sáng lập doanh nghiệp. Thì trong nhiều các tác phẩm, những bí quyết mà nhận diện và vượt qua cái cạm bẫy đó trong cái quá trình mà chúng ta khởi nghiệp. Đây là của tác giả Walt Whitman, nhà xuất bản Lao động. Chúng ta sẽ tìm hiểu các mục như là trước khi thành lập, chúng ta sẽ giới thiệu cạm bẫy sự nghiệp. Phần 2 là cạm bẫy của đội ngũ sáng lập, thành lập một mình hay là đi cùng với đội ngũ, cạm bẫy mối quan hệ, nắm tay nhau và nhảy quanh đống lửa, cạm bẫy vai trò là vị trí và quyền ra quyết định, phân chia cổ phần và bồi thường tiền mặt. Phần thứ ba, ngoài đội ngũ sáng lập, nhân viên và nhà đầu tư, đúng nhân viên đúng thời điểm, cạm bẫy của nhà đầu tư, giá trị lớn, rủi ro cao. Bây giờ chúng ta sẽ vào từng phần. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu cái phần đầu tiên thôi, những cạm bẫy khi mà sáng lập doanh nghiệp. Thì trước khi mà cân nhắc thành lập một doanh nghiệp, các doanh nhân thường phải đối mặt với những quyết định có thể làm thoái chí nản lòng bất kỳ ai. Họ nên thành lập một mình hay kêu gọi thêm các nhà đồng khởi nghiệp, các nhân viên và các nhà đầu tư hỗ trợ mình trong quá trình thành lập công ty. Những cạm bẫy họ gặp phải trên suốt cái cuộc hành trình là gì và làm sao để né tránh chúng và đạt được thành công. Những quyết định này không chỉ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính mà còn ảnh hưởng đến tình bạn, các mối quan hệ của nhà sáng lập. Một thế lưỡng nan của các nhà sáng lập doanh nghiệp là cuốn sách đầu tiên kiểm chứng những quyết định ban đầu của doanh nhân khởi nghiệp và vai trò của chúng trong việc củng cố là làm sụp đổ một công ty và đội ngũ còn non trẻ của nó. Dựa vào những nghiên cứu kéo dài 10 năm thì Noam đã liệt kê những cạm bẫy của các khởi nghiệp thường gặp phải và cách thức né tránh chúng. Ông đã tập trung vào việc phân tích liệu các nhà đồng sáng lập với bạn bè, với người thân có phải là một ý tưởng tuyệt vời, cách thức và thời gian phân bổ cổ phần thích hợp trong đội ngũ sáng lập và cách thức nhận ra thời điểm của nhà sáng lập kim CEO của công ty nên tiếp tục tại vị trí hay thoái vị. Walt Whitman là người đã lý giải cách thức làm rõ và né tránh những sai lầm có thể khiến cho đội ngũ sáng lập tan đàn xẻ nghé, và những yêu cầu cân đối giữa quyền kiểm soát công ty mới khởi nghiệp và việc thu hút các nguồn tài nguyên tốt nhất để phát triển công ty thu về lợi nhuận cao. Thế lưỡng nan của nhà sáng lập doanh nghiệp cũng mang đến cho độc giả những câu chuyện nội tại về các thành lập về các nhà sáng lập như Evan William của Twitter hay Tim Wozniak của Pandora, đồng thời đưa ra các số liệu cụ thể về 10.000 nhà sáng lập khác. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Phần 1, trước khi thành lập công ty, giới thiệu. Nếu quá trình sáng lập công ty là một cuộc chiến thì phần lớn thương vong đều do chính các doanh nhân hoặc đồng đội của họ gây ra. Khoảng 4 thập kỷ trước, các nhà xã hội học như Arthur đã cho rằng phần lớn rủi ro tiềm ẩn của sự mới mẻ, cụ thể là tỷ lệ thất bại rất cao của các tổ chức mới thành lập, đều là kết quả của những vấn đề trong nội bộ của đội ngũ sáng lập của công ty mới lúc mới khởi nghiệp đấy. Gần đây, các nhà đầu tư mạo hiểm trong một nghiên cứu đã cho rằng 65% thất bại của các công ty thuộc danh mục đầu tư của họ là kết quả của những vấn đề từ sâu bên trong nội bộ của đội ngũ sáng lập của công ty đó. Một nghiên cứu khác đã đề nghị các nhà đầu tư làm rõ các vấn đề mà họ cho là có thể xảy ra trong công ty thuộc danh mục của họ và nhận được các kết quả là 61% các vấn đề như vậy liên quan hoặc là phát sinh từ nội bộ đội ngũ quản lý. Các nhà học giả đã thực hiện nhiều nghiên cứu rộng rãi về tỷ lệ thất bại được Sting Comber đưa ra. Đáng tiếc, họ phần lớn chỉ tập trung vào các nguyên nhân khách quan thay vì rất nhiều các vấn đề chủ quan như Sting Comber đã làm rõ. Đáng ngạc nhiên hơn, chúng tôi hầu như không biết gì về những cạm bẫy tính đang ngáng đường các hoạt động kinh doanh vốn được tung hô như trái tim và linh hồn của kinh tế. Bởi như nhà nghiên cứu Ama
Breeder đã từng nói, các doanh nhân vừa mới khởi nghiệp đã gây dựng các công ty mới được tán dương nhiều hơn là phân tích đúng mức. Cuốn sách này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề quan trọng nhất liên quan đến con người đã làm điêu đứng các nhà sáng lập và các công ty mới thành lập của họ. Những vấn đề này đương nhiên sẽ thường xuất phát từ những cạm bẫy phổ biến mà bất cứ doanh nghiệp mới thành lập nào đều phải đối mặt, nhưng một quá trình để phát triển tất yếu mà tôi vẫn gọi đó là các cạm bẫy khởi nghiệp. Không chỉ xuất hiện trong giai đoạn đầu mà những cạm bẫy đó như thế còn tái diễn trong suốt giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Ví dụ như quyết định lựa chọn giữa lợi nhuận và quyền kiểm soát, giữa tạo nên giá trị kinh tế và việc duy trì ổn định bộ máy doanh nghiệp. Bổ sung vào sự phức tạp này, một số lựa chọn ban đầu của các nhà sáng lập là xuất phát từ khuynh hướng tự nhiên như niềm đam mê, sự lạc quan, tâm lý né tránh các xung đột, cũng có thể dẫn đến những yếu tố quyết định nông cạn gây ảnh hưởng bất ngờ lâu dài hoặc những tác động trực tiếp đến sự suy vong của doanh nghiệp. Cuốn sách sẽ đi sâu vào việc tìm hiểu những thử thách mà mỗi người trong nhóm các nhân vật quan trọng, các công ty lúc mới khởi nghiệp điển hình nào đó gây ra mà phải đối mặt, bắt đầu từ nhà sáng lập cốt lõi đến các nhà đồng sáng lập, các nhân viên và thậm chí là các nhà đầu tư. Tôi đã dành 10 năm để làm việc với các hàng trăm các nhà sáng lập như nhà sáng lập tiềm năng và đã thu thập, phân tích các số liệu về gần 10.000 nhà sáng lập trong khoa học, đời sống và công nghệ. Trong đó, tôi đặc biệt khám phá ra những trải nghiệm của Evan William, một doanh nhân trẻ từ chuyển từ vùng nông thôn Nebraska, San Francisco vào những năm 1990 với niềm hy vọng có thể bắt kịp làn sóng bùng nổ Internet sau khi làm việc ở công ty khởi nghiệp thất bại. Là người tự học về lập trình và thiết kế web, Evan đã phát hiện ra tiềm năng của các ứng dụng Internet, cụ thể là trong các lĩnh vực tự xuất bản mang tính bùng nổ và tạo ra blog, một trong những công cụ viết blog tiên phong và phổ biến nhất. Sau đó Evan đã phát triển ý tưởng với podcast đầu tiên Odell, mà anh tin rằng sự ra đời của nó có thể khuyến khích cho những người không phải là dân công nghệ tạo ra, xuất bản và chia sẻ những nội dung âm thanh như blog, đã làm cho hàng triệu người bình dân bằng ngôn ngữ văn bản ở các công ty vừa mới thành lập này và sau này là Twitter, công ty do anh tự tay sáng lập và điều hành. Evan đã phải đối mặt rất nhiều cạm bẫy và cốt lõi, các quyết định khó khăn ở những ngã ba quan trọng trong suốt cuộc hành trình kinh doanh và đã đặt những bước đi đầu tiên trong quá trình hình thành tương lai cho doanh nghiệp, đồng thời xác lập mức độ kiểm soát của anh trong tổ chức. Với blog, Evan đã chọn bạn hai cũ của mình là người đồng sáng lập, đấu tranh để duy trì vị trí CEO và giữ phần lớn số cổ phần. Anh đã tự cấp vốn thành lập công ty và kêu gọi đầu tư từ bạn bè, từ người thân và các nhà đầu tư thiên thần khác. Thay vì các nhà đầu tư mạo hiểm, anh thuê bạn bè và sau đó các tình nguyện viên để phát triển công nghệ chi phí thấp. Khi bong bóng .com bùng nổ cũng là lúc Google và blog phải hoạt động với những khoản tiền mà ít ỏi, anh nhận được cái đề nghị mua lại nhưng đã từ chối bán công ty, một quyết định khiến cho nhà đồng sáng lập và các nhân viên công ty cuống cuồng tìm lối thoát, đã bỏ anh lại một mình với những nỗ lực thu hút các khoản tài trợ để blog có thể tiếp tục hoạt động. Cuối cùng, Evan đã quyết định bán blog cho Google và chuyển sang phát triển Odell bằng việc kết hợp với một người quen đã có kinh nghiệm về âm thanh trực tuyến, sử dụng một khoản hoa lợi có được từ việc bán blog. Evan đã đầu tư cho vốn ươm mầm cho Odell và đã để cho nhà đồng sáng lập của mình lúc đó đảm nhiệm vị trí CEO. Khi Evan nhận được tiềm năng lớn của podcast, anh đã lần nữa đảm nhận vị trí CEO và kêu gọi được 5 triệu đô la vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm, những người bước chân vào công ty để hỗ trợ các quyết định quan trọng. Với số tiền đầu tư mạo hiểm, Evan đã tuyển dụng một đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và trả lương cao cho họ với hy vọng phát triển Odell nhanh chóng, đón đầu các đối thủ đáng gờm khác như Apple và Yahoo. Evan đã thực sự gây ấn tượng mạnh với tất cả chúng ta bởi những cách tiếp cận đa dạng trong quá trình thành lập, điều hành blog và Odell, khẳng định tiềm năng sáng tạo không bao giờ cạn của các nhà sáng lập. Nhưng vấn đề của Evan tính không thống nhất quán. Anh chấp nhận sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư mạo hiểm trong trường hợp này, đồng thời từ chối thẳng thừng trong trường hợp khác. Anh nhờ bạn bè giúp đỡ trong trường hợp này nhưng lại trả rất hậu cho những người giàu kinh nghiệm ở trường hợp kia.
anh đấu tranh với chính bạn gái cũ của mình để giữ vị trí CEO và đuổi cô ấy ra khỏi công ty, nhưng sau đó sẵn sàng trao toàn bộ quyền kiểm soát vào tay của một người quen ở công ty thứ hai. Đi sâu hơn vào tìm hiểu câu chuyện của Evan, tôi phát hiện ra sự kiên định ẩn sâu trong các quyết định, những động lực mạnh mẽ cũng như những yếu tố tình huống ở nơi làm việc đã trở thành yếu tố kích thích nhà sáng lập này đi đến các hành động mấu chốt và suy rộng ra của việc mở khóa bí ẩn cho các động lực và các cạm bẫy chính của các nhà sáng lập khi họ bước chân vào cuộc chiến mang tên là khởi nghiệp. Đến đây thì mình cũng kết thúc trong cái phần 1 này. Ở trong phần 2 mình sẽ nói đến những khái niệm và những luận điểm cốt lõi.